Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube của Báo Điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật vấn đề mới nhất, nóng nhất để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng mùng 8 tháng 7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban 6 tháng đầu năm 2024. Hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh thành phố. Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc thay mặt Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả của các ban chỉ đạo các tỉnh, thành phố đạt được trong 6 tháng đầu năm. Theo ông Phan Đình Trạc, trong 6 tháng đầu năm, các ban chỉ đạo cấp tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh các sai phạm, tạo bước tiến mới trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương. Các ban chỉ đạo đã chỉ đạo kiểm tra, giám sát, thanh tra, vừa trực tiếp kiểm tra, giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và các chuyên đề, vụ việc theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương, nhất là đã khẩn trương giả soát, kiểm tra, xử lý các tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm liên quan đến các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Trung ương, như vụ án, vụ việc xảy ra tại công ty AIC, tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát, Phúc Sơn, Thuận An. Trong 6 tháng đầu năm, các địa phương đã xử lý kỷ luật 66 trường hợp người đứng đầu, trong đó có 24 trường hợp bị xử lý hình sự, kịp thời cho từ chức, miễn nhiệm, bố trí công tác khác đối với 172 trường hợp cán bộ bị kỷ luật, năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, trong đó có 2 trường hợp diện Trung ương quản lý, 34 trường hợp diện ban thường vụ tỉnh thành ủy quản lý. Về nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc yêu cầu ban chỉ đạo cấp tỉnh chỉ đạo hoàn thành kiểm tra các dự án gói thầu liên quan đến công ty AIC, ra soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có sai phạm liên quan đến các dự án, gói thầu do Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An và các công ty có liên quan thực hiện tại địa phương. Ông Phan Đình Trạc lưu ý, tập trung chỉ đạo, phối hợp xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan đến Việt Á, AIC, FLC, Vạn Thịnh Phát, Đăng Kiểm, các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Góp phần phục vụ công tác nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp sắp tới, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, dứt khoát không để lọt vào cơ quan lãnh đạo những người đã phạm sai lầm, vướng vào tham nhũng, tiêu cực, bao che cho tội phạm, ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng. Trưởng ban Nội chính Trung ương cũng lưu ý các ban chỉ đạo cấp tỉnh, cần chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, khẩn trương kết luận giám định, định giá tài sản, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng. Trong đó, khẩn trương kết luận giám định định giá liên quan đến các vụ án, vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương theo dõi, chỉ đạo như thành phố Hồ Chí Minh liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty địa ốc Sài Gòn, Hải Phòng, Sơn La, Hòa Bình liên quan đến vụ án xảy ra tại công ty chè, Đồng Nai liên quan đến vụ án xảy ra tại khu dân cư Tân Thịnh, xã Đồi 61, huyện Trảng Bom và vụ án xảy ra tại tổng công ty Tín Nghĩa. Ông Phan Đình Trạc cho biết, chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của thường trực ban chỉ đạo trung ương, kiên quyết điều tra, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, né tránh, từ chối kết luận giám định, định giá tài sản, từ chối cung cấp tài liệu mà không có lý do chính đáng, cố tình ban hành kết luận giám định, định giá tài sản không đúng quy định pháp luật, gây khó khăn cho công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Tránh Văn phòng Bộ Công an, người phát ngôn Bộ Công an cho biết tại họp báo chính phủ, các vụ án liên quan tới Phúc Sơn, công ty cổ phần tập đoàn Thuận An, ông Nguyễn Văn Yên, nguyên phó trưởng ban nội chính trung ương đang được cơ quan công an tập trung điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật. Khi có kết quả cụ thể sẽ cung cấp cho các cơ quan báo chí. Theo thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, đối với vụ việc quản lý gây thất thoát, lãng phí, thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải và du lịch xuyên Việt Oi và một số tổ chức liên quan. Đến nay, Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố 14 bị can theo 5 nhóm tội danh nêu trên. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã xác định hai nội dung chính: các đối tượng đã lợi dụng chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực kinh doanh xăng dầu, thuế, ngân hàng để được cấp và gia hạn giấy phép kinh doanh xăng dầu khi không đủ điều kiện theo quy định. Đối tượng Mai Thị Hồng Hạnh và đồng bọn đã sử dụng trái phép tiền từ quỹ bình ổn giá xăng dầu và tiền thuế bảo vệ môi trường vào những hoạt động kinh doanh, sử dụng cá nhân và đưa hối lộ thiếu tướng hoàng anh tuyên nhấn mạnh cơ quan an ninh điều tra bộ công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án làm rõ trách nhiệm các cá nhân có liên quan để xử lý theo pháp luật đồng thời tiếp tục xác minh phong tỏa kê biên tài sản của các đối tượng liên quan để đảm bảo thu hồi tài sản cho nhà nước